Rạng sáng ngày 5 tháng 7, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cùng với tổ tuần tra 8394 phường vừa phát hiện và ngăn chặn thành công nhóm thanh thiếu niên trú trên địa bàn và các địa phương lân cận có hành vi chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Trước đó nhận được thông tin của trung tâm chỉ huy 113 về việc xuất hiện một nhóm đối tượng khoảng 20 người điều khiển 10 xe mô tô có cầm theo hung khí là dao phóng lợn và đào kiếm tự chế đang lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành hướng về phường Hòa Hiệp Nam tổ công tác của công an phường đã tiến hành chốt chặn. Thấy lực lượng chức năng nên nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy về hướng khu vực Cô Đình Hill. Công an phường đã bắt giữ được hai đối tượng là Trần Lê Anh Trung, 19 tuổi, trú tại thôn An Hải Tây, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, và Trần Thành Nguyên, 17 tuổi, trú tại địa phương, thu giữ một xe máy, một dao phóng lượng dài khoảng 1m3. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, công an phường Hòa Hiệp Nam đã làm rõ được thêm 5 thanh thiếu niên trong nhóm trú ở các địa phương lân cận Hiện công an phường đã chuyển vụ việc cho công an của Liên Chiểu tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.